Thành nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu như vị đó tu niệm Phật, nếu vị đó không tu niệm Phật, tỉnh thức trong từng bước chân, tỉnh thức trong từng hơi thở. Tại sao phải tỉnh thức trong bước chân? Tại sao phải tỉnh thức trong từng hơi thở? Một lát sư sẽ nói. Tiếp theo, sư sẽ nói một điều thứ tư. Đó là cái ý tưởng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ai có đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm? Giơ tay, ai có đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi? 1, 2, 3, 4, 5, khoảng 10 vị nha. Thế là có xem qua kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, để sư biết, sư nói cho nó dễ quý vị tìm hiểu, dễ nắm bắt hơn. Còn vị nào chưa từng đọc thì cũng phải cẩn thận nghe kỹ nha. Trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này là, nói về kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nó tuyệt vời rồi. Ha, là một trong những bộ kinh mà dạy về phương pháp tu tập rất là hay, rất là đặc biệt. Đặc biệt trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Đức Phật chỉ chỗ nào vọng, chỗ nào chơi. Đức Phật nói như thế này, giống như người lính ra trận mà không biết đâu là kẻ địch hết, không biết đâu là quân ta, không biết đâu là quân địch hết. Người lính đó có thành công không? Ở một đội quân mà không biết ta là địch chỗ nào hết trơn thì đi loạn xạ đến như người mù mà nó đi qua chỗ này chỗ kia thì chắc chắn là phải rơi hầm hố thôi. Cái người tu cũng vậy, phải thấy được cái chỗ chơn, chỗ vọng. Thế nào là chơn, thế nào là vọng, phải hiểu được. Thế nào là tâm chơn, thế nào là tâm vọng, để làm gì? Người ta kêu là gì? Gạn lọc, gạn đục mà khơi trong. Nghĩa là những cái tâm vọng đó là cái đục, tâm chơn đó là trong. Mình biết cái nào mà vọng thì mình bỏ đi, mình loại bỏ đi, mình đừng có chạy theo. Những cái nào là chơn á thì mình an trú, mình nhiếp niệm, mình giữ gìn. Phải không? Mình nhiếp niệm, mình giữ gìn thì cái chơn đó nó mới lớn mạnh được. Suy nghĩ là tất cả chúng ta ít nhiều quý vị cũng thấy được cái chơn. Nhưng mà sở dĩ nó không lớn mạnh được, đó là mình không giữ được lâu. Không giữ cái chơn được lâu. Chẳng hạn như thầy nói đạo lý, cái chỗ rỗng rang, cái chỗ trống rỗng trong tâm thức con người mình, quý vị cảm nhận được liền. Nhưng mà sau đó nó suy nghĩ tiếp, phải không? Sau đó nó vẫn cứ suy nghĩ tiếp. Bởi vì con người mình là con người có suy nghĩ. Con người, cái chốt cốt yếu của con người đó là suy nghĩ. Cho nên mình vì cái thói quen mình vẫn cứ suy nghĩ. Mà khi đau khổ rồi thì mình mới giúp mình quay trở lại. Sự giải tiếp theo, cái chỗ chơn vọng nha. Đức Phật có ví dụ. Mỗi buổi sáng mai, khi ánh mặt trời xuyên qua khe cửa ở làng quê, ánh sáng lung linh, huyền diệu. Nhìn vào ánh sáng đó chúng ta thấy gì? Ai đã từng ở vùng quê mà ở nhà mình nhìn ánh sáng xuyên qua khe cửa thấy cái gì? Bụi. Bụi bay lăng tăng lăng tăng. Có phải không? Đức Phật có ví dụ đó. Đức Phật nói cái chơn vọng ngay chỗ đó đó. Những cái bụi bay lăng tăng đó, Đức Phật nói đó là vọng. Còn cái hư không á, cái hư không là chứa ánh sáng đó, đó là chơn tâm. À, vậy thì quý vị nhận ra cái chơn tâm của mình chưa? Bao giờ tâm mình vứt bạc suy nghĩ, rỗng rang, sáng suốt, lúc đó quý vị đang ở chơn tâm. Bao giờ ngồi đây mình nhớ ngày mai làm gì đấy ha, ngày mai nấu gì ăn, ngày mai gặp bà nọ bà kia đi chợ ha, quan mát xem gì đó, club gì đó. Cái đó bắt đầu là một tâm nó ngồi đó. À, đang ngồi thiền đây tự nhiên nhớ cái bà nó nói câu thú lâm quá ha, nghe cười mình hả, vòng tâm đó. À, sao cái bà đó hôm qua bà xúc phạm tôi ha, sao tự nhiên bà chửi tôi khang khang à, nhìn tôi cái bà quý mắt này kia nọ, bà làm đáng ghét quá. Cái đó là gì? Vọng tâm. Khi nào mình hiểu được cái nào vọng, cái nào chơn thì mình mới có thể tu đúng được. Khi mà quý vị có suy nghĩ như vậy rồi, bất cứ suy nghĩ gì chứ không phải là suy nghĩ cái chuyện xấu, chuyện gì đâu mà khởi lên cái suy nghĩ không kiểm soát được, cái đó là vọng tâm. Suy nghĩ tự nhiên bộc khởi lên mình không có kiểm soát được, cái đó là vọng. Còn cái tự nhiên, mình hít thở, hít vô thở ra, tự nhiên nó bỗng ra. Tâm
tâm mình nó rộng ra, không có một ý niệm, không có một suy nghĩ gì hết, mà mình sáng suốt, biết hết tất cả. Cái đó là quý vị đang ở trong trạng thái được chân tâm. Rồi, mình biết hiểu được chân vọng rồi phải không? Chúng ta đi tiếp theo là trở lại cái vấn đề là chính này. Cái phần số 5 là sư muốn nói cái chỗ chính. Vậy thì ý nghĩa tu hành của mình là thế nào? Để làm sao mình sống với chân tâm? Để làm sao mình loại bỏ được những cái vọng tưởng, những cái vọng tâm? Để làm sao mình phát huy được trí huệ trong lòng của mình? Tại vì trong lòng mình có ông Phật mà. Quý vị có tin điều đó không? Ông Phật cũng đâu có hung dữ như vậy, chửi con nó chọc dữ vậy. Đâu có quyền rủa người ta, đâu có ghét hận giận thù gì đâu, phải không? Mình nói trong người mình có ông Phật, còn tự nhiên cái mình mắng chửi người ta. Ủa, ông Phật đang mắng chửi hả? À, Phật đâu có mắng chửi người ta. Ông Phật đâu có xài xẻ, đâu có quyền rủa ai đâu. Tự nhiên trong lòng mình có ông Phật, tự nhiên mình làm kỳ á. Không đúng. Nha, cho nên là có cái gì đã sai khi mà mình làm việc xấu. Tại vì mình phải biết trong lòng mình có Phật thì mình phải làm việc tốt chứ. Mình có Phật con trong đây mà. Ông Phật cha ngồi trên đó nhưng mà Phật con trong đây nè. Thì con phải giống cha chứ phải không? Ít nhất cũng phải không giống lâu cũng giống cánh phải không nè. Trở lại. Tổ sư đó. Tổ sư mình đàng hoàng nói như thế này. Con người chúng ta luôn luôn có những trạng thái định tâm, nhưng mà chúng ta không biết giữ gìn. Tôi xin nói câu này: trước khi nói là định, sau khi nói là định. Trước khi làm là định, sau khi làm là định. Trước khi đi là định, sau khi đi là định. Ngay khi cái trạng thái trước đó là chúng ta tâm chúng ta định, định mới làm được. Chúng ta định mới chúng ta mới làm việc được. Tất cả những cái phát minh khoa học, tất cả những thiên tài xuất hiện ở đời là sống từ trong sự vắng lặng. Nếu ngày nào đó chúng ta quên đi sự vắng lặng trong tâm hồn, là lúc đó chúng ta đang là nô lệ của ý thức. Chúng ta đang là nô lệ của ý thức nếu chúng ta không biết sống với sự vắng lặng này, sử dụng cái sự vắng lặng này để phát huy cái trí huệ của mình. Sở dĩ con người ta mãi mãi làm nô lệ, đau khổ là bởi vì chúng ta đang làm nô lệ cho ý thức. Chúng ta làm nô lệ của chính mình. Nên có câu là kẻ thù nguy hiểm nhất của đời người là gì? Là chính mình. Có phải không? Chính mình đó là kẻ thù. Chứ đừng nghĩ kẻ thù bên ngoài. Kẻ thù đó là gì? Ảo tưởng, vô minh, tham sân si, tội lỗi. Để tu học tốt trong giáo pháp của Đức Phật, theo con đường của tổ sư, bởi vì mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động đều có định tâm trong đó. Cho nên tổ sư dạy cái phương pháp gọi là thân hành niệm, đó là gì? Mỗi bước chân mình đi tỉnh thức. Tại sao phải tỉnh thức? Tại vì một khi mình tỉnh thức, cái tâm mình chú vào trong cái hành động mình đi đó, lúc đó tâm mình định. Lúc đó tâm mình định. Mỗi lần mình nhìn, mỗi lần mình ngó, mình đều tỉnh thức. Mỗi bước chân mình đi, mình đều tỉnh thức. Lúc đó có đạo lý. Chứ không phải đợi lúc mình ngồi thiền và phải nhập định mới có đạo lý đâu. Mà đạo lý rất là bình thường. Mà mình biết tận dụng trong từng giây, từng phút trong cuộc sống này. Cái lúc nào ngồi thiền thì mình ngồi thiền. Nhưng khi Phật tử đâu có thời gian ngồi thiền phải không? Nhưng mà mình thiền trong giấc ngủ chứ. Giấc ngủ là rảnh nhất phải không? Có ai có rảnh trong giấc ngủ không? Có ai có bận gì trong giấc ngủ không? Giấc ngủ là rảnh nhất. Tại sao mình không dùng thời gian giấc ngủ để mình tu hả? Trời ơi, nằm yên nó hít thở vô, thở ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy bác lớn tuổi rồi đó. Thiền. Thiền trong cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu biết tu cái câu đó thì nhất tâm đạt được cái an lạc, đạt được trí huệ. Bất cứ câu nào chứ không phải chỉ Nam Mô A Di Đà Phật đâu thưa quý vị, không cần niệm gì cũng được, miễn mà niệm hơi thở. Quý vị không thích niệm Phật không sao hết, niệm hơi thở, hít vô thở ra, hít vô thở ra nhận biết.
À, mỗi lần mình nghiêng người qua mình biết, nghiêng người lại mình biết, đó gọi là thân hành niệm. Bất cứ cử chỉ nào của thân thể mình đều cảm biết hết. Lúc đó quý vị đang trong trạng thái của định tâm. Thì trí huệ nó phát sinh từ từ, giống như mình trồng cây đó quý vị. Quý vị mới đặt cái xoài, hột xoài xuống, quý vị nói sao không có trái xoài gì ăn hết. Mới bỏ cái xoài, hột xoài xuống thì đây nè, vì hột xoài không có trái xoài gì ăn hết thầy. Thầy nói tu, mới tu hoài mà sao không thấy kết quả gì hết. Từ từ, không có thời gian chứ, phải không? Làm cái gì cũng phải có thời gian chứ, phải không? À, quan trọng là mình làm đúng. Còn cái chuyện thời gian nó có kết quả, đó là tự nhiên. Hãy để cho thời gian, đừng quan tâm nữa. Thì mình quan tâm rồi là tự nhiên nó khác à. Tối ngày ra, cái trồng cái hột xoài tối ngày ra cái giờ. Giờ. Sao lâu quá, sao lâu quá, cái môi lên, nhát xuống cho lại. Mau lên nha không? Đấy, ta chân dặn mấy cái. Rồi đi vô, chờ hoài không có, ra môi lên nữa. Quý vị nghĩ cái xoài nó có trái mau không? Cái xoài nó tiêu. À, mình tu hành cũng giống như vậy đó, từ từ. Tu là cả đời, chứ không phải là tu cái hôm nay cái ngày mai thành Phật luôn. Mình nắm được công thức thôi, nhưng mà tu cũng phải có thời gian. Mỗi ngày chút. Giống như mình tu khóa này rồi, mình phải suy nghĩ khóa sau nữa chứ. Khóa sau có những giáo thọ hay để mình học hỏi. Đó, để mình học hỏi. Mình học hỏi là để mình nâng cao cái khả năng hiểu biết của mình về chánh pháp, khả năng tu tập. Mỗi một vị giảng sư có một cái hay, mình học cái hay thôi, cái nào dở đâu thôi đừng để ý đó nha. Không nào dở mình biết sao biết, nhưng mà đừng để ý đó, biết vậy thôi nha. Nhưng cái hay mình học, cái hay ở chỗ nào mình học. Cũng giống như Lục Tổ Huệ Năng á, trở lại ngài ngộ đạo từ Ngũ Tổ Hoằng Dẫn nha, ngộ đạo từ cái câu nói hưng vô sở trụ thi sanh kỳ tâm, và được về với Ngũ Tổ á, sau khi Ngũ Tổ kiểm tra cái khả năng giác ngộ xong rồi, Ngũ Tổ tin tưởng mới trao cho y bác làm một vị tổ sư. Nhưng mà phải trải qua 15 năm lưu lạc, vừa là trải nghiệm nè, vừa là trải nghiệm cuộc sống nè, vừa phải thăng trầm để nuôi dưỡng cái tâm này cho đến khi nó tròn, nó viên mãn, thì lúc đó mới bước ra, mới chính thức. Cái ban đầu mình giác ngộ được cái đó gọi là tiểu ngộ, cái ngộ nhỏ. Khi mình nhận được cái tâm tính của mình, mình thấy được cái chân tâm của mình rồi, mình đó là cái đó gọi là tiểu ngộ. Nhưng mà qua một thời gian rèn luyện, trao dồi liên tục, nhiếp niệm, nhiếp tâm, tu tập ngày đêm, đến khi nó tròn, nó đầy đủ rồi, có tự nhiên nó bung hoa cái trái ra. Trí tuệ thao thao bất tuyệt, xuất khẩu thành thơ, nha. Nói thao thao bất tuyệt. Và lúc đó chúng ta có thể tùy duyên biến hiện tất cả, làm được tất cả những Phật sự. Thì lúc đó cái bồ đề nó nở rộ rồi, nó đơm hoa cái trái. Chúng ta sẽ có tất cả, xài mãi không hết. Còn bây giờ cái bồ đề mới nhỏ, họ cố gắng nâng niu đi. Sáng chiều chịu khó buông phân, tưới nước, tắt sâu, nhổ cỏ, bón phân. Đó là làm gì? Hàng ngày nè, niệm Phật nè, bái sám nè, tụng kinh nè, làm việc công đức nè. Thấy cái việc nào làm là làm liền chứ không có bỏ. Cơ hội đến nhanh lắm. Cho nên mình thấy việc nào tốt là làm liền, đừng có bỏ qua. Mỗi người, mỗi ngày mà tích lớp một chút thì công đức mới viên mãn, mới đầy đủ được. Đấy. Chứ còn ngày qua ngày làm được một chút cái mình nghĩ thì nó làm sao được kết quả được. Ở trong đạo, thưa quý vị, ngày nào mà chúng ta bỏ lui sụp cái sự tu học, đó là chúng ta đang thụt lùi. Chúng ta là chiếc thuyền đi ngược dòng. Ngày nào chúng ta buông chèo, chúng ta bỏ xuôi, là lúc đó chúng ta là bị trôi xuôi, sẽ bị đưa đẩy ngược trở lại. Cho nên phải tiến bước mãi mãi. Nó người tu hành giống như một người chiến sĩ ra trận, hoặc là chiến thắng vinh quang, hoặc là tử trận, hoặc là bỏ trận chiến chạy về. Quý vị càng tu học bao nhiêu thì quý vị phải chứng minh được cái khả năng của mình, đó là chịu đựng, kham nhận chịu đựng. Càng tu càng phải
có cái sức khăn, cái chịu đựng và tâm lượng mình phải lớn, đủ sức. Chứ mình tu chừng nào mà thấy mình nhỏ nhen, mình ích kỷ, mình ganh ghét nhiều, mình hay giận hờn nhiều, coi chừng sai rồi. Chứ mình tự kiểm tra mình đi. Mình về mà mình thấy hay buồn, hay giận, hay ghét, rồi cái mặt mày cái tối ngày cứ buồn thiểu, buồn thiêu. Vậy là sai nha, sai lắm. Tu là phải vui. Nó vui nữa thì biết tại sao không? Tại sao quý vị vui thế không? Không phải tự động mình cười, thọt lát mình cười nha, không phải đâu. Nó vui từ trong nội tâm của mình, nó vui ra. Khi mình nhận thấy được đường đạo là vui lắm. Tại vì sao? Trong người mình nó có một cái ngọn lửa trí huệ. Nhưng mà tu đúng rồi đó, nó dồi dào, nó tự nảy nở. Nó rực sáng, càng ngày nó càng rực sáng lên. Cái niềm vui nó bất tận, hạnh phúc bất tận. Không thể nào diễn tả được, mà chỉ có người nào trong cảnh mới hiểu được tại sao mình vui. Chứ không phải vui cười, miệng thì cười, nhưng mà sau khi cười xong nó sệ xuống. À, cười chưa hết, cái miệng chưa hết thì nó sệ xuống, là biết cười giả tạo. Cười phải cho nó thật, thật tươi. Mà muốn được như vậy phải tu, quý vị ơi. Phải tu mới được. Mà nói tu không phải là nói cái miệng đâu, mà phải thật tu. Nhất là bởi vì là thấy được cái chỗ trơn, chỗ bậy, cái chỗ tâm tính của mình. Có những lúc ngồi thiền, chúng ta sau khi quán niệm hơi thở xong, chúng ta thả lỏng cơ thể. Chúng ta coi như đã chết rồi. Chết trong sự tỉnh thức. Chứ không phải nó chết rồi, cái ngũ gục đó nha, được nha. Mình nói mình chết chết xong, nhưng mà mình vẫn tỉnh thức, mình nhận biết hơi thở vô, hơi thở ra nha. Rồi nhập định luôn, để cái tâm phóng lặng tự nhiên để vô định. Người ta tùy lẽ sống trong cõi chết là như vậy. Người ta giác ngộ ngay cái lúc người ta không còn vướng mắc cái gì, không còn muốn bám víu bất cứ cái gì, kể cả thân xác. Thì lúc đó đạo nó tới lên. Mình càng mong đắc đạo thì đạo càng xa. Không cần phải đắc đạo, không phải mong, mà tự nó đến. Đạo tự nó đến, thưa quý vị. Lúc chín mùi tự trong nó đến, giống như trái cây vậy. Tới lúc nó chín là nó chín rồi. Mình cố ép nó, tự nhiên nó sượng rồi gọi là chính gì? Chính gì? Chính hát. Chính hát là ăn không có ngon lành gì hết á, nó tự động nó chính nha. À, thì cái chỗ đạo lý mà tổ sư dạy cho chúng ta đó là chúng ta phải biết giữ gìn cái định tâm mỗi lúc. À, người nào niệm Phật cứ gì? Giữ niềm tin nhất tâm niệm Phật. Giữ cho được nhất tâm nha, chứ còn niệm cho có thì không được đâu. Niệm phải nhất tâm. Là người nào không niệm Phật mà tu thiền thì cũng phải đi đến cái chỗ là tỉnh thức. Tỉnh thức trong mọi cử chỉ nha. Đi, đứng, ngồi, nằm, lúc ăn, lúc sinh hoạt tỉnh thức. Và tu trong mọi lúc, mỗi nơi, ngay cả trong giấc ngủ. Trước khi ngủ mình cũng hít thở để mình tu. Và nó định, nó vô giấc ngủ luôn. Sau khi thức dậy rồi mình cũng lễ bái, cầu nguyện, tụng kinh rồi đi làm. Và tận dụng thời gian lúc đi làm cũng tu luôn. Làm mệt quá đừng có cố làm, nương lại một chút. Hít thở cho sâu, thở ra, thư giãn. Hít thở chừng ba hơi như vậy rồi để cho tâm vắng lặng tự nhiên. Đó là chúng ta tu, vừa làm công việc nhưng mà vừa tu mà không ai biết, khỏi ai phiền. Không cần phải hiện ra hình tướng tôi tu này kia để cho ta ghét. Mình hiện ra hình tướng ta ghét, không ít lợi gì hết á. Mình tự mình tu, trời Phật biết được rồi. Nghe ngồi yên, hít thở cho sâu, cái thở ra, ba hơi. Người ta nghe thấy mấy người bạn hỏi, ủa bà làm gì đó, ông làm gì đó. Nó nói thì thư giãn thôi, chứ có gì mà mỏi quá thư giãn thôi. Nhưng mà cái đó là cái tu đó. Sở dĩ người Tây, người Mỹ họ thành công với người biết là họ biết sử dụng thiền định. Mặc dù đạo Chúa nhưng mà họ sử dụng cái thiền của Phật giáo. Xưa ở Ấn Độ 10 năm, sự chứng kiến gì đó. Mỗi một mùa hè đó, CEO Mỹ, những người nổi tiếng hôm qua lên trên núi, bỏ hết điện thoại, bỏ hết tất cả nhiệm vụ, sống một thân một mình, 10 ngày không nói chuyện để luyện cho cái tâm linh. Cái tâm họ vững về, họ về điều khiển công ty vô cùng tốt đẹp. Mình chỉ cần một gia đình mình thôi mà cái tâm mình không định là làm rối cả gia đình. Muốn làm một cái việc lớn, cái tâm phải định trước. Phải có cái nội lực thì mới làm việc lớn được. Hôm nay nhân cái ngày
lễ là khóa tu đại giác, mà cũng là mừng lễ Phật thành đạo, xin gửi đến quý vị những điều cơ bản như vậy. Mong rằng mỗi người có những cảm nhận và chúng ta tự mình biết phải làm gì, phải tu học như thế nào để đúng con đường của Đức Phật dạy. Và sau đây xin tặng cho quý vị một bài thơ thay cho lời kết. Nước gợn lằn bóng trăng thật thoáng, trăng lu mờ vì áng đám mây, làm cho nước đứng mây tăng, tự nhiên sáng suốt thiền quang nhiệm màu. Chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Nước gợn lằn bóng trăng lấp loáng ngắt nóng. Mình nhìn bóng trăng buổi tối mình nhìn ra biển á, ánh nước đó, nó ánh lên ánh trăng nó giỡn, nó không thấy rõ, ngắt nóng. Trăng lu mờ vì áng đám mây, làm cho nước đứng mây tan, tự nhiên sáng suốt thiền quang nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.